Quan chức nhà thầu quốc phòng Nga Rostec tuyên bố, tổ hợp phòng không Pantsir, sau khi được nâng cấp, đã có khả năng đánh chặn 100% rocket của hệ thống hỏa lực SIMARS Mỹ cấp cho Ukraine. Bakhan Ozidoyev, giám đốc bộ phận vũ khí thông thường, đạn dược và hóa học đặc biệt của Rostec, ngày 13 tháng 7 nói với TASS rằng, hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir được nâng cấp của Nga có khả năng bảo vệ 100% trước các rocket của hệ thống hỏa lực phóng loạn SIMARS do Mỹ sản xuất. Các hệ thống Pantsir được nâng cấp hiệu quả tác chiến dựa trên kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Pantsir phiên bản mới có hiệu quả đánh chặn 100% với rocket SIMARS của Mỹ trong nhiều trường hợp, ông Ozidoyev cho biết. Bất cứ loại vũ khí nào cũng được hiện đại hóa và cải tiến sau khi được đưa vào thực chiến. Đây là một quá trình liên tục. Ví dụ, sau khi đối phương sử dụng hệ thống SIMARS, các chuyên gia đằng sau Pantsir đã cải tiến vũ khí để đánh chặn các tên lửa này, ông nói. Chúng ta có thể thấy ví dụ khi các cuộc tấn công bằng SIMARS của Ukraine đã bị ngăn chặn. Đã có trường hợp khi tất cả 12 tên lửa phóng từ hệ thống phóng loạn SIMARS đều bị bắn hạ, ông cho biết thêm. Pantsir là một trong những hệ thống phòng không chủ lực Nga sử dụng trong chiến sự với Ukraine. Tổ hợp này đã phát hiện và bắn hạ nhiều mục tiêu của Ukraine. Pantsir cho phép người điều khiển phát hiện tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu, tên lửa phóng loạt cũng như UAV do thám và UAV tự sát. Hệ thống pháo, tên lửa đất đối không Pantsir, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở hạ tầng chủ chốt và các khu vực khỏi mối đe dọa máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và vũ khí chính xác của đối phương, đồng thời tăng cường khả năng phòng không, trong khi giúp đẩy lùi các cuộc không kích quy mô lớn. Quân đội Nga đang vận hành biến thể Pantsir-S với hệ thống khóa và theo dõi mục tiêu đa kênh. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu trên không đang bay, với tốc độ lên tới 1.000 m trên giây và ở khoảng cách từ 200 m đến 20 km. Ngoài ra, Nga cũng đang ứng dụng công nghệ tác chiến điện tử để đối phó với SIMARS. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho biết Nga đã tìm ra cách đánh chặn vào các loại đạn pháo dẫn đường bằng GPS của Ukraine, bao gồm cả đạn dành cho bệ phóng rocket phóng loạt SIMARS do Mỹ sản xuất. Theo ông Reznikov, khi các hệ thống SIMARS lần đầu được đưa tới Ukraine năm ngoái, chúng có độ chính xác rất cao. Tuy nhiên, ông cho hay, Nga, quốc gia có hệ thống tác chiến điện tử mạnh, đã tìm ra cách gây nhiễu rocket dẫn đường bằng GPS và đạn SIMARS. Nó giống một chu kỳ. Đây là cuộc chiến công nghệ. Nga tìm ra cách đáp trả. Chúng tôi báo lại cho các đối tác và các đối tác tìm ra một phương án mới để đối phó với chiến thuật của Nga, ông giải thích. Ukraine đã được cung cấp hàng chục hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao SIMARS có tầm bắn 85 km kể từ tháng 6 năm ngoái. Phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột. Trên thực tế, SIMARS đã góp phần giúp Ukraine phản công hiệu quả ở một số khu vực, nổi bật nhất là thành phố Kherson. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.